Tà giáo JMS bí ẩn nhất Hàn Quốc, thủ lĩnh biến thái gây kinh hoàng. Ở Việt Nam vào năm 2019, một thế lực tà giáo mang tên Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ đã gây chấn động xã hội. Để lôi kéo các thành viên tham gia, dị giáo này đã sử dụng luận điệu xuyên tạc không đúng với kinh thánh, mang tính chất tà giáo, mê tín dị đoan khiến cho nhiều người bị kích động, đập bỏ bàn thờ tổ tiên, họ buộc phải bỏ bê công việc. Sinh viên học sinh thì bỏ bê học hành. Họ buộc phải nộp 10% thu nhập hàng tháng và lôi kéo ít nhất một người khác vào giáo phái, nếu không sẽ bị trừng phạt nặng nề. Ngoài những biện pháp cưỡng ép, cũng có rất nhiều người khác tự nguyện gia nhập hội, thậm chí dâng hiến toàn bộ tài sản của mình. Vậy sức hút của những giáo phái này đến từ đâu mà khiến nhiều gia đình tan cửa nát nhà? 1. In the name of God, hành trình đưa tà giáo ra ánh sáng. Điều khiến người ta bất ngờ nhất là những thứ dị giáo này đều bắt nguồn từ Hàn Quốc, một đất nước từ lâu đã nổi tiếng là một con rồng kinh tế của châu Á. Chúng ta có thể thấy nền văn hóa của Hàn Quốc lan tỏa tới ngõ ngách của thế giới. Ta có thể bắt gặp những hình ảnh của xứ sở kim chi trong những lĩnh vực của đời sống như những đồ vật trong gia đình, những tấm poster cho tới phim ảnh. Chúng ta không thể phủ nhận rằng làn sóng văn hóa ấy góp phần to lớn nâng cao vị thế của Đại Hàn Dân Quốc trên thị trường thế giới. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ bọc hào nhoáng ấy là một xã hội Hàn Quốc vẫn còn phảng phất đâu đó những hủ tục lạc hậu, những dị giáo tàn độc mà những tội ác của nó gây ám ảnh kinh hoàng sau khi được bóc trần sự thật ở đằng sau. Sự thật tăm tối ấy khiến cho người dân Hàn Quốc không hề muốn thế giới nhắc tới, đó là cái nôi của tà đạo. Cụ thể, bộ phim tài liệu In the Name of God, A Holy Betrayal tạm dịch là Nhân Danh Thần Linh, Sự Phản Bội Thiêng Liêng, đã gây chấn động không chỉ ở Hàn Quốc mà cả người dân quốc tế trong thời gian qua. Bởi lẽ, nó vạch trần góc khuất tăm tối, phơi bày hoạt động đồi trụy và tội ác của những dị giáo đã và đang lộng hành tại xứ sở Kim Chi. Qua 8 tập phim, những tội ác của 4 giáo phái tại Hàn Quốc lần lượt được đưa ra ánh sáng qua lời kể của các nạn nhân và những người đã từng là một phần của các tội ác này. Ngay từ những giây mở đầu của bộ phim, đạo diễn Jo Seong Hyun đã chuẩn bị tinh thần trước cho khán giả bằng một đoạn ghi âm thể hiện sự bệnh hoạn của Jong Mi-yong Se-ok, người đứng đầu giáo phái JMS, khi hắn đang lạm dụng một cựu thành viên của giáo phái này. Từ một giáo chủ cuồng dâm đến vụ án 32 người buộc phải quyên sinh hàng loạt, từ một giáo phái đã từng biểu diễn phép màu chữa bệnh tại một trong những sân khấu nổi tiếng nhất nước Mỹ đến một giáo phái nơi cha mẹ và con cái bị ép buộc phải đánh đập lẫn nhau. In the Name of God không ngại ngần vạch trần tất cả mọi thứ cho khán giả đại chúng. Khác với những bộ phim tài liệu liên quan đến tội ác có thật khác, In the Name of God cực kỳ chú trọng đến việc để nạn nhân có được tiếng nói của họ. Qua từng tập phim, đạo diễn Jo Seong Hyun đã trực tiếp liên hệ và mời các cựu thành viên đến quay hình, dù cho việc này khiến ông rơi vào tầm ngắm của các giáo phái. Với những nhân chứng không muốn lộ mặt, đạo diễn sử dụng những diễn viên đóng thế để tái hiện lại lời kể của họ. Sự trung thành về cách kể chuyện này đã khiến cho bộ phim đạt được sức nặng cảm xúc vốn cần thiết trong việc kết nối với khán giả. Bằng thế lực khủng khiếp nào đó, những tà giáo này vẫn tiếp tục len lỏi vào cuộc sống người dân, gây xáo trộn, cướp đi cả sự yên ổn vốn có. Thậm chí, khi bị réo tên trong sổ đen, chúng vẫn tìm cách để tiêu diệt. 2. Từng bước trở thành đấng cứu thế bệnh hoạn. Trong số 4 tà giáo được liệt kê trong loạt phim được vạch trần, nổi bật nhất có lẽ là cái tên JMS, Jesus Morning Star, của tên giáo chủ Jong Mi-yong Se-ok. Jong Mi-yong Se-ok bị lên án vì sử dụng quyền lực tôn giáo để thao túng các thành viên của giáo phái này, đặc biệt là các nữ tín đồ trẻ tuổi của ông ta, để nuôi dưỡng các hành vi tội phạm bệnh hoạn của mình. Theo bộ phim, Jong Mi-yong Se-ok sinh năm 1945 và chỉ tốt nghiệp tiểu học. Trước khi thành lập JMF vào thập niên 80, ông ta đã gia nhập một giáo phái khác có tên Unification Church. Tà giáo của JMS lợi dụng kinh thánh của Kitô giáo để tạo ra một nhãn hiệu riêng cho mình. Ông tự nhận mình là Chúa Giêsu tái thế và coi bản thân là đấng cứu thế Mê-sai. Do xu hướng dị giáo của mình, ông và giáo phái của ông ta từng bị khai trừ khỏi phong trào giám lý thuộc Kitô giáo. Với chỉ vài thành viên và cơ sở đầu tiên là một căn phòng nhỏ từ những năm 70, ông chọn đối tượng tín đồ là các sinh viên trẻ, học giỏi tại Seoul và dùng chiêu trò tôn giáo để tuyển mộ họ vào các buổi đọc kinh, rồi lớn mạnh dần với giáo phái hàng nghìn người. Một điều thú vị là mặc dù chỉ tốt nghiệp tiểu học,
Dê ông lại rất tự tin vào năng lực của mình và tìm ra những phương pháp tư duy khác biệt để giảng giải về giáo lý trong Kinh Thánh. Theo các cựu tín đồ, ông ta đặc biệt thu hút bởi có phương pháp giảng dạy có vẻ rất khoa học và logic, sử dụng toán học, sinh học và lịch sử khiến ngay cả những người có học thức và thông minh cũng bị cuốn theo. Kiến thức dởm và tài thao túng của Dê ông dễ dàng thu hút những sinh viên trẻ, tầng lớp đang có nhiều nhiệt huyết với các vấn đề sục sôi của xã hội và chính giới Hàn Quốc lúc đó. Sau khi đã sử dụng các phương pháp nguyện khoa học mê hoặc tín đồ, Dê ông tiếp tục tiêm nhiễm vào đầu họ rằng mình là Chúa tái thế và chỉ có thông qua ông ta và gặp gỡ được ông ta, tín đồ mới có thể chắc có một suất lên thiên đường. Những chiêu trò tạo dựng niềm tin của JMS còn bao gồm việc đưa ra những lời dự đoán như tiên tri để chứng minh tài phép của mình. Một ví dụ là khi ông ta cầu cho tuyết rơi và sau khi lời cầu nguyện kết thúc, ngoài trời thực sự có tuyết rơi. Không rõ ông ta đã xem dự báo thời tiết hay chỉ là sự trùng hợp, nhưng trong bối cảnh tâm lý đó, các tín đồ là nạn nhân trở nên hoàn toàn bị mê hoặc. Chưa kể, Dê ông còn có thể dự đoán chính xác người sẽ lên nắm cương vị Tổng thống Hàn Quốc vào những năm 80. Vấn đề ở chỗ hành vi tạo dựng giáo phái của Dê ông không phải là để chữa lành cho các tín đồ hay giúp họ có cuộc sống tốt hơn, mà để thỏa mãn ham muốn thú tính của mình. Ông ta tự nhận mình là đấng cứu thế và một phiên bản hoàn hảo của Adam, người đàn ông đầu tiên. Bằng cách đó, Dê ông thuyết phục các tín đồ nữ xinh đẹp, trẻ trung rằng bằng việc có các quan hệ người lớn với ông ta, họ sẽ được thanh tẩy, gột bỏ mọi tội lỗi. Để tạo ra vỏ bọc vô tội, thần thánh cho loại quan hệ bất chính này, JMS thao túng tín đồ rằng họ sẽ có những buổi gặp một đến một với đấng cứu thế để được ban phước, hoặc khám tổng quát vì Dê ông là một y sĩ toàn tài, đã nghiên cứu về cơ thể con người suốt hàng chục năm. Cuối cùng, các tín đồ nữ tự nguyện hiến dâng mà không hề biết rằng mình đang bị thao túng. Theo một cựu tín đồ, JMS đã xây dựng được cơ sở 200 đến 250 nhà thờ và 30.000 tín đồ, đa phần là sinh viên vào những năm 80. Vì sinh viên không có tiền, nên họ phải đi bán đủ thứ từ lạc, thiệp chúc Tết, máy lọc nước cho nhà thờ, không khác gì lao động khổ sai. Tất cả để phục vụ thói ăn chơi, mua xế sang, tổ chức tiệc thác loạn với gái trẻ của giáo chủ Dê ông. Theo phim tài liệu, Dê ông thường xuyên bắt các tín đồ nữ trẻ ăn mặc gợi cảm để theo hầu, tổ chức các bữa tiệc thác loạn chỉ có mình ông ta là đàn ông để ban phước và yêu cầu các tín đồ chụp ảnh như người mẫu, chỉ để riêng cho ông ta thưởng thức. Điều kinh khủng hơn là sau khi bị tẩy não, các tín đồ tiếp tục trở thành cánh tay nối dài, vòi bạch tuộc của Dê ông để thu hút thêm các cô gái trẻ đẹp tham gia vào giáo phái biến thái này. Qua nhiều năm, giáo phái của ông ta ngày càng lớn mạnh và không chỉ hoạt động ở riêng Hàn Quốc nữa mà đã lan ra nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ khác như Hồng Kông, Trung Quốc, Australia, Nhật Bản. Mục tiêu của Dê ông khi xuất khẩu tà giáo ra quốc tế là được ở cạnh 10.000 người phụ nữ. Tới năm 1999, nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi về mục tiêu thật sự của lão ta. Hàng trăm cựu tín đồ đã cùng lên tiếng tố cáo hành vi biến thái của Dê ông cho cảnh sát, truyền thông. Các nhân chứng sau đó bị tiếp cận bởi thành viên giáo phái và đe dọa hoặc tấn công bằng bạo lực. Trong khi cảnh sát bắt đầu nhận ra được sự nghiêm trọng của vấn đề, Dê ông đã kịp đào thoát khỏi Hàn Quốc và tiếp tục dựa vào sự hỗ trợ của chi nhánh giáo phái tại nước ngoài. Từ đó, ông ta dùng Internet để lan truyền các bài giảng, gây mê muội của mình cho giáo đồ toàn thế giới, trong khi tận hưởng lối sống xa hoa, trụy lạc của mình. Tới năm 2006, Dê ông chính thức bị bắt tại Trung Quốc và dẫn độ về quê nhà. Trước các điều tra viên, ông ta tỏ ra là một người bất ổn về tâm lý, cầu xin được tha bổng. Vào năm 2009, sau thời gian dài điều tra, Dê ông bị kết tội hiếp và tấn công phụ nữ với mức án 10 năm tù. 3. Ra tù vẫn chứng nào tật nấy, thậm chí vươn vòi bạch tuộc ra khắp thế giới khiến nạn nhân uất nghẹt. Những tưởng đó là kết thúc của Dê ông và JMS nhưng không. Trong suốt thời gian này, Dê ông vẫn đều đặn nhận được nhiều hình ảnh các cô gái trẻ đẹp từ tín đồ gửi đến và sắp xếp gặp mặt ông ta trong tù để hứa hẹn về một ngày tái xuất. Tới năm 2018, tức sau khi gần mãn hạn tù, đã có 70 quốc gia ghi nhận sự xuất hiện các chi nhánh của JMS. Sau khi ra tù vào năm 2018, Dê ông phải đeo một chiếc vòng chân theo dõi dành cho tội phạm tình dục. Không hề nao núng, tên giáo chủ lươn lẹo này lập luận rằng chiếc vòng chân giống như một cây đinh đóng vào thánh giá mà Giê-xu từng phải chịu để khiến tín đồ càng thêm tin rằng
đấng cứu thế của họ chỉ đang bị thử thách. Trong số các nạn nhân là phụ nữ của Dê Ông đã lên tiếng, nổi bật nhất là Maple Yip, một cô gái lớn lên ở Hồng Kông, Trung Quốc và sau này truyền đến Hàn Quốc. Theo kể lại, Maple từng là tín đồ nhiệt thành của JMS và đã bị hắn cưỡng dâm 17 lần trong khoảng thời gian từ 2018 đến 2021 và sau mỗi lần, Dê Ông đều nói với cô rằng em đã được cứu rỗi. Trong thời gian Dê Ông ở tù, Maple cũng đã gặp mặt hắn ta. Cô tiết lộ rằng cô và các tín đồ nữ khác rất vui khi nghe yêu cầu gặp mặt của thủ lĩnh giáo phái, tin rằng các chuyến thăm tù của họ là cơ hội để gặp đấng cứu thế. Cô nói, tôi đã rơi nước mắt. Đó là cơ hội mà số phận đã trao cho tôi. Hơn nữa, Dê Ông còn nhờ thân hữu thuê một căn hộ gần nhà tù. Maple đã đến thăm 2 hoặc 3 lần. Sân thượng nhỏ của căn hộ có tầm nhìn ra nhà tù và Dê Ông sẽ ra ngoài tập thể dục hàng ngày vào lúc 1 giờ chiều. Khi Maple hoặc các tín đồ nữ khác ra hiệu trên sân thượng, giáo chủ sẽ biết rằng họ đang ở đó. Bộ phim tài liệu cũng chiếu cảnh một nữ tín đồ khỏa thân dưới vòi hoa sen bày tỏ tình yêu của mình với thủ lĩnh giáo phái. Một nạn nhân tiết lộ rằng gã biến thái thậm chí đã cố gắng quan hệ với 50 tín đồ nữ trong một đêm, coi họ như nô lệ của mình. Bộ phim tài liệu cũng tiết lộ rằng Maple, vốn có tài năng ca hát bẩm sinh, đã được chọn để biểu diễn trong các buổi biểu diễn quy mô lớn. Tuy nhiên, một số màn trình diễn kéo dài quá lâu khiến cô kiệt sức. Cô yêu cầu không hát nữa và sau đó được bổ nhiệm làm người dẫn chương trình bởi thủ lĩnh giáo phái. Trong 10 năm tham gia giáo phái, Maple cũng làm người mẫu, thuyết giáo và thậm chí còn phục vụ với tư cách là mục sư. Maple cũng đề cập đến một nạn nhân đến từ Úc. Cô biết rằng nạn nhân sẽ rơi vào bẫy của Dê Ông nhưng vẫn nói với cô ấy, không sao đâu, đó không phải chuyện lớn. Điều này đã biến Maple từ nạn nhân trở thành đồng phạm và đến tận hôm nay cô vẫn còn rất đau đớn về điều đó. Cô đã bị tẩy não đến mức tin rằng bị hắn ta xâm phạm là chuyện bình thường. Tất nhiên, Maple không phải người đầu tiên ở hoàn cảnh như vậy. Khi nhận thức được chuyện xảy ra với mình, Maple đã ghi âm lại đoạn trò chuyện và quan hệ đầy ám ảnh của cô với Dê Ông làm bằng chứng, đưa ra ánh sáng trong phần đầu phim tài liệu. Ngoài Maple, Jong Mi-yong Se-ok bị buộc tội tấn công một phụ nữ Úc 30 tuổi 5 lần trong vòng 5 tháng kể từ tháng 7 năm 2018. Hai nạn nhân sẽ được thẩm vấn để điều tra. Gã ta bị bắt vào ngày 4 tháng 10 năm 2022 vì nghi ngờ cưỡng hiếp và quấy rối và sẽ bị giam giữ cho đến ngày 28 tháng 4. Một thẩm phán đã tuyên bố rằng thủ tục xét xử sẽ được đẩy nhanh trừ khi có diễn biến khác. Phiên tòa tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 21 tháng 3 năm 2023. 4. Giáo phái khu vườn trẻ thơ, thiên đường nơi hạ giới. Trong tập phim thứ 5 của phim tài liệu In the Name of God, A Holy Betrayal, mang tựa đề khu vườn trẻ thơ, trên đường tới thiên đường, đã vạch trần tội ác của ả Kim Ki-sun. Từ đầu đến cuối, những hành vi của Kim khiến người ta phải sởn da gà, thốt lên kinh hãi ác quỷ, để rồi nhận ra khi đặt niềm tin nhầm chỗ, người ta sẽ phải trả giá đắt như thế nào. Hãy tưởng tượng xem, vào năm 1997 có một cậu bé 5 tuổi bị giam trong chuồng lợn. Tên của em là Nak Won nhưng đã bị đổi tên thành Joyna Wki vì có người cho rằng cậu bé bị quỷ ám. Trong chuồng lợn, cậu bé bị đánh đập dã man bởi một đám người. Kinh khủng hơn, họ còn bắt đứa trẻ này ăn chất thải. Điều đau lòng hơn cả, chính mẹ Na Wki, Sun Yong Re và dì Sun Bok Re là hai trong những thủ phạm đã đánh đập cậu bé không thương tiếc vì những tội mà em không làm. Vào ngày 15 tháng 8 năm 1987, cậu bé Na Wki qua đời sau thời gian bị tra tấn dã man. Điều gì khiến cha mẹ cậu bé tin rằng con ruột của mình bị quỷ ám và để người khác đánh đập con mình? Đó chính là những người trong cơn cuồng say đức tin, những con rối của người phụ nữ tên Kim Ki-sun. Vậy ả Kim Ki-sun là ai? Kim Ki-sun là một người có tuổi thơ không hoàn hảo khi phải mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Lớn lên, cô ta kết hôn với con trai của một mục sư, và đó có lẽ là lý do tại sao Kim nhận ra sức mạnh của niềm tin mù quáng. Kim Ki-sun là học trò ưu tú của mục sư Lee Kyo-bu, thậm chí được coi là cánh tay phải đắc lực hỗ trợ ông này trong mọi việc lớn nhỏ. Năm 1982, Lee bị tống vào tù vì tội hành hung một số người. Kim ngay lập tức chớp lấy thời cơ thành lập đế chế của riêng mình. Cô ta tiếp quản giáo phái thay Lee và đổi tên thành Baby Garden, tạm dịch là khu vườn trẻ thơ, có trụ sở tại Incheon, Hàn Quốc.
Trời phú cho tài ăn nói, Kim nhanh chóng chiếm được niềm tin của nhiều người và chẳng mấy chốc cô ta đã trở thành một nhân vật nổi tiếng, thậm chí còn hơn cả Lee trước đó. Khi đã lôi kéo được đông đảo tín đồ theo mình, nguyện sống chết vì mình, Kim bắt đầu kế hoạch xây dựng đế chế mà ả tự miêu tả là không kém gì thiên đường trên trái đất. Kim bắt các tín đồ làm việc cho mình cả ngày lẫn đêm và đối xử với họ như những tên khổ sai, nô lệ, không hơn không kém. Đến nỗi mà toàn bộ công trình xây dựng bên trong khu vườn trẻ thơ đều do công sức của các tín đồ giáo phái mà không cần bất kỳ lực lượng trợ giúp nào từ thế giới bên ngoài. Người ta coi Kim là tái sinh của đấng trên cao và chấp nhận phục dịch như một cách để có được cuộc sống vĩnh cửu và viên mãn. Cũng giống như bất kỳ thủ lĩnh giáo phái lừa đảo khác, Kim có những quy tắc vô lý và độc tài buộc tất cả mọi người phải tuân theo, ngoại trừ cô ta. Trong đó, tất cả mọi người bị cấm yêu đương trai gái vì đó là hành vi tội lỗi. Nếu một cô gái bị phát hiện có bất kỳ mối quan hệ lãng mạn nào với một chàng trai, cả hai đều phải gánh chịu hậu quả của việc không tuân theo mệnh lệnh của thủ lĩnh giáo phái. Nhưng ngược lại, chính Kim Ki-sun lại chọn những chàng trai trẻ, khỏe, đẹp và bắt họ phải phục vụ mình. Còn nạn nhân thì không lên tiếng phản đối, họ mang niềm tin rằng làm như vậy là giáo chủ đang ban phước lành cho mình. Vậy nên, tất cả đều lựa chọn im lặng, ngay cả khi họ cảm thấy sợ hãi cô ta. Kim Ki-sun đối xử với các tín đồ của mình như nô lệ theo đúng nghĩa đen và gọi đó là kỹ năng tẩy não. Những người bên ngoài chỉ có thể tò mò kinh ngạc, không hiểu nổi làm thế nào mà người phụ nữ này lại có thể khiến một người vợ quay lưng lại với chồng mình hoặc một người mẹ sẵn sàng bỏ mặc con gái để đi theo tà giáo. Trong một cuộc phỏng vấn của tín đồ trong giáo phái khu vườn trẻ thơ, anh ta kể rằng hồi đó, nếu Kim Ki-sun ra lệnh, tôi sẵn sàng sát hại bố mẹ mình. Kim Ki-sun đặt ra quy định rằng mọi đứa trẻ phải gọi cha mẹ mình là ngài và bà, và thật kỳ lạ, không một người nào phản đối quy tắc lố bịch ấy. Tầm ảnh hưởng của Kim Ki-sun là tối quan trọng. Cho dù những lời dạy của cô ta có ngu ngốc hay vô lý đến đâu, thì cũng không một ai dám đặt câu hỏi về tính hợp pháp về mặt đạo đức hay pháp lý. Sự sùng bái Kim đã đạt đến một cấp độ ngoài sức tưởng tượng, khi mà nhiều người từ khắp Hàn Quốc đã đến với cô ta để tìm kiếm thiên đường trên trái đất. Họ nguyện cống nạp hết tất cả tài sản và chính bản thân mình. Khi biết rằng con trai mình say mê một cô gái tên Kang Mi-gyeong, người từng làm giúp việc trong nhà của họ, ả đã ra tay sát hại Kang Mi-gyeong và bôi nhọ danh dự của cô gái với các tín đồ khác. Thủ lĩnh giáo phái Baby Garden đã coi việc sát hại người là chuyện bình thường vì cô ta có một thế giới của riêng mình bên trong khu nhà rộng lớn ấy và biết rõ rằng những gì xảy ra bên trong không bao giờ lọt vào tầm ngắm của chính quyền. Và cho dù hành động của cô ta sai trái trắng trợn đến đâu, cô ta vẫn tìm ra một triết lý vặn vẹo nào đó để dụ dỗ các tín đồ, khiến họ nhận ra rằng bất cứ điều gì cô ta đang làm đều phù hợp. Khi các cơ quan thực thi pháp luật Hàn Quốc biết được những gì đang xảy ra bên trong Baby Garden, 50 điều tra viên đã đến tìm Kim Ki-sun. Cô ta biết trước nên đã trốn thoát khỏi khu nhà với sự giúp đỡ của cố vấn Lee Sun-bok. Qua những trường hợp của các người bị hại, vì những chiêu trò mê tín dị đoan của các giáo phái, chúng ta khi có vấn đề trong cuộc sống, đừng ngại chia sẻ nó với những người bạn tin tưởng như gia đình, bạn bè hay chuyên gia trị liệu hay chuyên gia tâm lý. Họ sẽ có liệu pháp chuyên môn giúp bạn giải quyết hoặc đồng hành cùng bạn về tinh thần. Trong nhiều trường hợp, cần cảnh giác với việc chia sẻ chúng cùng những người xa lạ, từ đó trở thành mục tiêu của các giáo phái. Nếu ở Hàn mà bạn gặp những người lạ bắt chuyện với bạn và có động thái giảng về Chúa, về thần thì bạn không nên tiếp chuyện. Có rất nhiều đạo không chính thống tìm cách tiếp cận khách du lịch để giảng đạo. Các bạn hãy tham khảo các cách tiếp cận truyền đạo ở Hàn Quốc mà người nước ngoài nên tránh để đề phòng. Video của chúng tôi đến đây là hết. Còn bạn, bạn nghĩ sao về các giáo phái mê tín dị đoan ở Hàn Quốc? Hãy comment ở phần bình luận phía bên dưới để chúng mình cùng thảo luận. Nếu bạn thấy video này hữu ích, đừng quên nhấn nút like, share và subscribe để không bỏ lỡ các video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.